Trời càng ngày càng tối nên hình ảnh nó cũng không được rõ, mọi người thông cảm. Nơi này là cái nơi mà em từng thả lưới và thả cá về với thiên nhiên. Mấy bác coi thì chắc nhìn bác cũng mấy bác cũng biết. Thì em bây giờ vô nó vô cái ghép nó kem cầu à. Giờ lâu đây kém không được nên nó phải lặn lội thăng cò nó vào đó. Ông lách 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 như ngựa ấy. Nói câu vui vui nghe nghe. Trời, ông xong làm quá như gái 18 rồi, đôi 10 chứ không. Chào câu tất cả mọi người đi, chào mọi người coi. Nhi ren cừ nói. Chụp ớn nhà ông ghê. Có bồ chưa? Chưa. Chưa cỡ ông hầu tôi là gái nó thè rồi chứ chưa. Coi con nào trong lớp mằng 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 lần đi.